Làm sao biết khi nào mới thỏa mãn hả chị? Đàn bà mỗi người một khác. Chị Hà chỉ cảm thấy được khi anh Hùng mạnh bạo một chút. Mạnh bạo á? Mợ Xuân cũng chưa phải là bà chủ chính thức đâu. Vì mợ ấy đã sinh cho ông chủ cậu con trai nào đâu. Ta hiểu vì sao con trai ta lại thương yêu con nhất lúc này. Xin chỉ còn với con trai thôi. Khi mang thai liền, chị cầu nguyện ngày đêm để có được đứa con trai. Nhưng khi mang thai một câu thì chị thôi không cầu nguyện nữa. Số phận đã là thế.